Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề thi GPT N1 đề tháng 7 năm 2021, phần thi Mojigoi. Đầu tiên là môn đai 1, môn đai cách đọc của kanji. Câu số 1. Konkai no ken nitsuite wa taihen nani nani ni omotte orimasu. Các bạn thấy đây chữ Hán người ta gạch chân là chữ âm Hán Việt là chữ gì và chữ Hám. Thì nếu các bạn nhớ được cách đọc thì tốt. Thì chữ hám sẽ đọc là càng đúng không nhỉ? Như vậy là khi chọn thì chúng ta sẽ đọc là y càng. Nhưng mà trong trường hợp giả sử không nhớ thì sao? Thì các bạn quan sát cái chữ này nhá, nó ghép bởi phần bên trái là bộ tâm để chỉ ý nghĩa liên quan đến tình cảm cảm xúc, và phần bên phải là bộ cảm là chữ cảm. Đây chính là cái phần để chỉ cách đọc. Vậy thì các bạn nhớ rằng chữ cảm đọc là càng, thì như vậy là các bạn có thể từ cái cách đọc của chữ cảm đó các bạn có thể suy ra được cách đọc của cái chữ gì nhỉ? Của cái chữ mà có cái chữ cảm cấu thành. Như vậy đúng của chúng ta sẽ phải đọc là y căng, đáp án 2. Không phải là trường hợp nào cũng vậy, thế nhưng mà đây cũng là một cái gợi ý nếu như các bạn không nhớ gì về cách đọc của chữ đó. Về cái vụ việc lần này thì tôi đang cảm thấy, tôi đang nghĩ rất là đáng tiếc. Các đáp án còn lại, ví dụ viết nếu viết là y gai thì chúng ta có thể hình dung là chữ gì đấy? Nếu viết là y gai thì có thể là chữ chữ này đúng không? Mấy cái chữ đơn giản của N3 này. Còn nếu mà chữ khó thì nó sẽ là chữ này nhá. Đây. Chữ G và chữ hài. Ikaku này. Đây là chữ uy hách. Có nghĩa là đe dọa, uy hiếp. Ikari là sự nổi giận. Tiếp theo câu số 2. Kono mon wa joji nani nani sarete iru. Thì chữ đầu tiên là chữ bế, chúng ta được học ở N4 rồi, rất là quen thuộc, đọc là he. Chữ còn lại là chữ tỏa đúng không, đọc là sa. Như vậy chữ này chúng ta sẽ đọc là gì nhỉ? He sa. Đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án số 4. Từ này có nghĩa là gì nhỉ? Đóng đúng không, chặn. Cái cổng này ấy, thường thì hoặc là luôn luôn được đóng lại, được chặn lại. Các chữ còn lại, ví dụ chúng ta có chữ hê sô cự là chữ bế và chữ gì đây? Chữ bế và chữ tắc. Hê sô cự này, bế tắc này. Hê sa cự thì mình không biết là có cái chữ gì không. Cứ thử đánh xem nó có ra không nhá. Không, mấy chữ này thì ít dùng. Tiếp theo chữ gì nhỉ? Hê sô. Hê sô là chữ bình và chữ tố. Cái từ này các bạn rất là quen thuộc ở trong cái email thông báo thứ ấy. Thì nó có hai cái chữ này trong thư từ. Nghĩa là luôn luôn, thường xuyên. Tiếp theo, câu số 3 này. Donna toki ni mo magari e no kokoro gì đó o wasurete wa ikenai. Chúng ta biết chữ này bình thường nếu mà nó không ghép thì nó sẽ đọc là tsukau đúng không? Hoặc là tsukai. Nhưng mà khi ghép với chữ tâm đằng trước sẽ đọc thành zukai. Như vậy đáp án đúng của ta câu này phải đáp án số 1. Kokoro zukai có nghĩa là sự quan tâm. Cho dù là gì nhỉ, trường hợp nào đi chăng nữa ấy, thì cũng không được quên cái sự quan tâm đến những người xung quanh, đến xung quanh. Các đáp án còn lại, ví dụ kokoro atsukai. Thì atsukai là chữ gì đây? Atsukai là cái chữ cháp, đấy, đối xử đấy, cung cấp vân vân. Ukagai. Đây, ukagai là chữ tứ, hỏi thăm nhá. Nhưng mà không tồn tại hai cái từ kokoro atsukai hay là kokoro ukagai. Số 4 là chúng ta có từ kokoro yoi. Chữ này thì từ này có tồn tại nhưng mà nó không phải là ghép bởi chữ tâm nữa, mà nó là cách đọc của cái tính từ kokoro yoi của chữ khoái, nghĩa là thoải mái dễ chịu. Câu số 4 này. Kare wa kao maka ni shite nani nani. Anh ta mặt đỏ gay đỏ gắt và làm sao đó. Đây là chữ phẫn, có nghĩa là nổi cáu nổi giận đúng nhỉ? Nó sẽ đọc là ikidoru. Như vậy thể ta sẽ là ikidota. Đáp án đúng ta sẽ là đáp án số 3. Các chữ còn lại, ví dụ đáp án số 1, donata, động từ gốc là donaru có nghĩa là, đây chữ này, chữ nộ và chữ minh có nghĩa là la hét quát tháo này. Nonoshita là nonoshiru có nghĩa là chửi bới lăng mạ. Và unata. Đây.
Tiếp theo chúng ta có câu số 5. Chữ bần và chữ phú. Chữ bần và chữ phú thực ra nếu mà xét về mặt Hán tự ấy, thì nó là Hán tự của N2. Thế nhưng mà đôi khi người ta vẫn có một vài cái từ, thậm chí là có cả gì nhỉ? Có hỏi cả cái từ của N4, N5. Mà cách đọc nó đặc biệt, nó khác đi một chút ở trong bài thi N1 đấy. Thì những cái chữ này chúng ta phải cẩn thận nhé. Nani nani no sa ga okiku natteiru yoda, có nghĩa là gì nhỉ? Cái khoảng cách giàu nghèo ấy có vẻ như là nó đang rộng ra. Thì chúng ta có cái chữ 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 phú này sẽ không có trường âm. Đấy, như vậy là các bạn sẽ có thể gạch đi đáp án số 2 và đáp án số 4. Vậy còn 1 với 3 thì sao? Thì cũng hơi khó, bởi vì là chữ bần ấy chúng ta sẽ có hai cách đọc là hin đấy hoặc là bim. Ví dụ các bạn trong trường hợp thường là cách đọc là hin được dùng nhiều hơn. Ví dụ trong trường hợp gì nhỉ? Trong trường hợp là thiếu máu chẳng hạn. Hin ketsu. Đấy. Hin ketsu nhá là thiếu máu này. Còn trong trường hợp là bin thì sao? Chẳng hạn như chúng ta có trong cái từ gì đấy? Từ bimbo đúng nhỉ? Đấy. Bimbo này. Đây. Chữ bần và chữ phạp. Có nghĩa là nghèo, mức độ nó còn nghèo hơn cả gì đấy nhỉ? Nó còn nghèo hơn cả Mazushi ấy. Thì trong trường hợp chữ bần và chữ phú nó sẽ đọc là gì nhỉ? À, nó sẽ đọc là Himpu. Đáp án đúng ta sẽ là đáp án số 3 các bạn. Ví dụ bây giờ thử gõ này, nó sẽ ra này. Đấy, Himpu nó sẽ ra. Nhưng mà nếu mà các bạn gõ thử Bimpu nó sẽ không ra. Đó. Số 3. Câu số 6. Nani nani suru ni wa ikagetsu teido kakaru. Đó là để điều trị, để chữa khỏi dứt điểm ấy thì mất khoảng 1 tháng. Đây là chữ trị và đây là chữ đằng sau là chữ gì nhỉ? Chữ rũ sẽ đọc là chi yu đúng không? Chi yu, như vậy đáp án đúng là số 1. Các đáp án còn lại không có cái không có cách đọc tương ứng như vậy nhá. Chúng ta sẽ loại. Tiếp theo là sang phần từ vựng. Môn đề 2, câu số 7 này. Joshi wa watashi no te an o nani nani shita. Từ đầu tiên là dakyaku. Dakyaku, đây mình sẽ đánh cái cách đọc ra đây, bởi vì là những cái từ này đôi khi là cách đọc nó cũng hơi khó. Cái từ dakyaku này chúng ta có thể hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất là gì nhỉ? Là vứt bỏ. Đấy. Ví dụ như là gì đấy, vứt bỏ những cái cách suy nghĩ cũ hoặc là vứt bỏ những cái khuyết điểm ấy. Nghĩa thứ hai có nghĩa là thoát ra, thoát khỏi. Đấy, ví dụ như thoát ra khỏi một cái tình trạng nào đấy thì thường đi với từ đặc các cự này ấy, nó sẽ là những cái từ như là từ nguy cơ này, kiki này, hay là từ defude là gì, là giảm phát. Trong trường này là teang thì chúng ta sẽ không đi kèm với từ này nhá. Từ tiếp theo chúng ta có từ là kujo. Kujo là từ chữ khu và chữ trừ, có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là diệt trừ, tiêu diệt. Thông thường là nó đi kèm với lại những cái từ chỉ sâu bọ, côn trùng, những cái gây hại hoặc là virus chẳng hạn. Virus máy tính thì dùng. Nhưng mà đây không phải, chúng ta sẽ loại. Từ số 3 là từ ghép chữ gì nhỉ? Đây. Khước và hạ đúng không? Kẹ cờ. Từ này mang nghĩa là bác bỏ, không chấp nhận một cái gì nhỉ? Một cái đề án, một cái kế hoạch. Đấy, hoặc là một cái nguyện vọng nào đó. Thường nó đi kèm với lại những cái từ phía trước diễn tả gì nhỉ? Diễn tả mong mỏi, nguyện vọng của người kia. Thì đây các bạn để ý thấy có từ là từ te an, là đề án, đề xuất đúng không? Thì nó sẽ hợp văn cảnh trong trường hợp này. Như vậy câu này sẽ phải chọn 3. Kẹt. Và số 4 nhé, chúng ta có từ này là từ jokyo. Jokyo chúng ta thấy là ghép bởi chữ trừ và chữ khứ đúng không nhỉ? Nó có nghĩa là gì đấy? À, loại bỏ, xóa bỏ. Ví dụ như là loại bỏ cái những cái thứ cản trở này, nhổ răng sâu này, hay là loại bỏ mùi khó chịu vân vân. Nó không đi kèm với cái từ teang này. Như vậy đúng chúng ta phải là 3.
cấp trên đã gì nhỉ? Đã không chấp nhận, đã bác bỏ cái đề án của tôi. Câu số 8. Kono ko kikoushin ga nanani de wakaranai koto wa nan demo shiritagaru. Zense, ose, seikyo và seidai. Những từ rất là giống nhau. Chúng ta có từ đầu tiên là từ zense. Từ này có nghĩa là hoàng kim hoặc là đỉnh cao, đúng nhỉ? Nó mang nghĩa, nó là một danh từ nhá. Ở trong trường này chúng ta thấy có vẻ như đây là dùng như một tính từ ấy, cho nên là thứ nhất về mặt cấu tạo ấy thì đã không hợp lý. Thứ hai về nghĩa thì nó mang nghĩa là hoàng kim hoặc là đỉnh cao. Nó diễn tả gì đấy? Nó diễn tả cái thế lực hoặc là cái độ hâm mộ nó rất là nổi bật ấy. Đấy, độ phổ biến nó rất là nổi bật thì đây không hợp lý. Thường nó sẽ đi với những từ như là từ gì nhỉ, từ di đài chẳng hạn. Zense di đài có nghĩa là cái thời hoàng kim, hoặc là Zense Hokoru có nghĩa là tự hào, kiêu hãnh về cái thời kỳ đỉnh cao đó. Từ số 2 chúng ta có đây là chữ vượng và chữ thịnh. Đấy, ghép bởi vượng và thịnh này. Nhưng mà nghĩa nó cũng không hẳn là thịnh vượng ở trong tiếng Việt. Mà cái từ này nó mang nghĩa là gì đấy? Mãnh liệt hoặc là hăng hoặc là phàm, vân vân. Và từ này thì thường nó đi kèm với gì nhỉ? Nó đi kèm với một số từ cố định chẳng hạn như là gì đấy? Shokuyoku, đúng nhỉ? Đây, mình có thể liệt kê ra một số cái từ mà hay đi kèm nhé. Ví dụ như là từ shokuyoku là thèm ăn này, hay là gì nhỉ? Hay là tinh thần này, seishin này. Đấy. Hay là tăng kyushin, cái tính tinh thần khám phá, tinh thần học hỏi. Thì đây rõ ràng các bạn nhìn như vậy thì các bạn thấy rất là giống cái kiểu cách của cái từ kikoshin này, đúng không? Đây là cái tính hiếu kỳ, tính tò mò. Thì như vậy ở đây chúng ta sẽ có đáp án đúng, chúng ta sẽ là đáp án 2. Đấy. Thứ nhất, về nghĩa nhá, nó sẽ đi kèm với lại cái từ kikoshin như này. Nếu các bạn để ý thì trong giáo trình à, xin lỗi, không phải kikoshin mà là phải là kokishin chứ. Nãy giờ đọc sai cái từ này rồi. Kokishin. Ở trong giáo trình Mimikara ấy cũng có cái câu gì nhỉ? Cũng có cái câu về về cái cách dùng này. Cái đứa trẻ này cái tính hiếu kỳ của nó rất là nhiều. Đấy. Hay là đứa trẻ này tính hiếu kỳ rất là mãnh liệt. Và cái thứ gì mà chưa biết ấy, thì nó cũng ngay lập tức, đúng không? Cái gì nó cũng muốn muốn biết. Từ thứ ba là từ Seikyo, là chữ thịnh và chữ huống. Thì từ này mang nghĩa là gì nhỉ? Mang nghĩa là náo nhiệt hoặc là thành công. Nó diễn tả cái việc mà nhiều người cùng tập trung tại một cái sự kiện nào đó, ví dụ như đại hội thể thao hay là lễ hội chẳng hạn. Đấy, tạo ra cái không khí sôi động vui vẻ nhá. Trong trường này thì không phải. Và từ tiếp theo là từ gì nhỉ? Từ xe đại, một từ rất là quen thuộc với trình độ N1. Chữ thịnh và chữ đại, từ này mang nghĩa là hoành tráng, long trọng, linh đình. Nó hay dùng cho mấy cái nghi lễ, nghi thức ấy, đúng không nhỉ? Ví dụ như là những cái từ mà có chữ hội đằng sau này. Đấy. Hoặc là gì đây nhỉ? Hoặc là những từ có chữ thức đằng sau, shiki. Ví dụ kịch con shiki chẳng hạn. Ngoài ra có một cách dùng đặc biệt, đó là nó đi với lại cái từ hakushu là tràng pháo tay. Seidai na hakushu có nghĩa là tràng pháo tay rất là lớn, rất là giòn giã. Hakushu lại gõ hakusha. Đó. Thì không phải. Câu số 9. Kono teburu wa kyaku no bubun ni utsukushi chokoku ga nani nani iru. Cái bàn này ấy thì ở phần chân cái điêu khắc đẹp nó làm sao đấy, đều dùng thể bị động cả. Và nghĩa đôi khi là cũng sẽ rất là dễ nhầm, chúng ta cùng xem nhá. Số 1 này, mô kê đà đê tê, rút từ động từ gốc là mô kê rự, có nghĩa là chuẩn bị hoặc là bố trí, đúng nhỉ? Nó hay đi kèm với mấy cái từ như là máy móc này, kikai này, hay là một cái địa điểm, một cái ví dụ như là Madoguchi này, chuẩn bị cái quầy, hay là gì nhỉ? Hay là cái tiêu chuẩn chẳng hạn, kijun. Kijun. Từ thứ hai, vậy thì ở đây rõ ràng chúng ta thấy có cái từ chô cô là điêu khắc này thì nó không hợp nghĩa rồi. Câu số 2 là từ chữ trang, yoso wa yoso owarete có nghĩa là giả bộ, đúng không? Làm dáng trang điểm hoặc là giả bộ giả vờ này. Thì từ này không đi kèm. Nó thường đi kèm với lại những cái từ như là chẳng hạn là giả bộ là
giả bộ bình tĩnh, heise này, hay là giả bộ làm bệnh nhân chẳng hạn, bionin, vân vân. Rất là nhiều bạn thấy kanji ấy và dịch là cái phần điêu khắc, cái điêu khắc đẹp ở phần chân nó được trang trí, nó được tô điểm, nhưng mà trong trường này thì nó không không dùng cái kiểu như vậy nhé, cho nên chúng ta sẽ không dùng tô điểm đây, ví dụ tô điểm của con người ấy, trang điểm, nhưng mà thường mang nghĩa là giả bộ nhiều hơn. Câu 3 là suerarete, động từ gốc là sueru, có nghĩa là đặt ngay ngắn, bố trí hoặc là đưa lên. Thông thường là nó sẽ đi kèm với lại những cái gì nhỉ? Những cái từ chẳng hạn như là đặt cái camera này. Camera chống trộm. Camera giám sát ấy, camera bohan camera này, hay là từ sekisho đúng nhỉ? Cái barrier nhá. Đấy. Cái thanh barrier ấy, đấy. Từ tiếp theo là từ hodokosarete, cái từ này thì có rất là nhiều nghĩa. Ví dụ như là điều trị, thực hiện, tiến hành thêm vào, cho tặng bố thí vân vân. Thì ở đây với cái nét nghĩa này ở trong giáo trình Mimikara người ta cũng có một cái câu tương tự vậy đúng không? Nó bảo là người ta thêm vào cái phần trang trí đúng nhỉ? Thì đây cũng tương tự như vậy nhá. Đây là gì nhỉ? Cái phần điêu khắc đẹp nó được thêm vào. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án số 4. Trong trường hợp này thì cái từ hodoku sự được dùng giống như là động từ kuwaeru. Câu số 10. Genju kakaku ga kotoshi sono naninani ga seikai juu ni hirogatte iru. Giá dầu thô tăng cao và cái gì đó nó đang ảnh hưởng, nó đang lan rộng ra toàn thế giới. Các từ chúng ta có từ đầu tiên là từ tengi chuyển di này. Có nghĩa là gì nhỉ? Từ này có nghĩa là di chuyển, dịch chuyển hoặc là di căn. Ví dụ như là dịch chuyển cơ sở hạ tầng này hay là ung thư di căn đấy. Không phải. Từ số 2 là chữ đầu và chữ ảnh đúng không? Toe. Cái từ này có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là chiếu, phản chiếu hoặc là quy chụp. Quy chụp cách suy nghĩ hay là quy chụp cho một ai đó ấy, cũng không hợp lý. Từ số 3 là từ kansen, cảm nhiễm, có nghĩa là nhiễm hoặc là lây nhiễm, thường dùng cho bệnh đúng không? Đây cũng không hợp lý rồi. Vậy thì từ thứ tư là gì nhỉ? Yoha. Yoha đây là chữ dư và chữ ba, có nghĩa là hậu quả, ảnh hưởng. À, đáp án đúng chúng ta sẽ phải là đáp án số 4 nhá. Có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là cái giá dầu thô tăng cao ấy và ảnh hưởng và hậu quả của cái việc đó thì nó đang làm sao đây? Nó đang lan rộng ra khắp thế giới. Như vậy đúng phải là 4. Cái từ này nó được dùng giống như là một cái gì nhỉ? Nó giống như là một cái kết quả xấu, một cái tác động, một cái hậu quả, một cái ảnh hưởng mang tính tiêu cực của một cái sự việc nào đấy. Thường là dùng với nghĩa tiêu cực. Câu số 11. Nani nani no riiki bakari kangaenai de motto chōki teki ni monogoto wo torae nakereba naranai. Đừng có chỉ toàn suy nghĩ đến lợi ích gì đấy mà cần phải làm sao? Mà cần phải nhìn nhận đúng nhỉ, nắm bắt mọi thứ một cách chô kỳ tê kỳ, một cách trường kỳ, một cách dài hạn hơn. Vậy thì đừng có chỉ nghĩ đến lợi ích gì đây. Một là mesaki là gì nhỉ, là trước mắt. À chính xác, có cụm cố định luôn là lợi ích trước mắt là mesaki no rieki này, chúng ta sẽ chọn đúng là một. Số 2 là gì nhỉ? Số 2 là siêu chư, chữ Hán là chữ thủ và chữ chung, có nghĩa là trong tầm tay. Không phải. Số 3 là gì đây? À, Ashiba có nghĩa là gì nhỉ? Cái chỗ đặt chân hoặc là dàn giáo đấy. Các bạn nếu mà đi gọi là đơn hàng dàn giáo thì rất là quen cái từ này rồi. Và số 4 là gì nhỉ? Haigo là phía sau hoặc là bối cảnh, không hợp lý. Câu số 12. Này bị thừa chữ Ichi nhá. Chisana kenka ga moto de tomodachi to no kanke ga naninani shiteiru. Những cái câu như này thì thường các bạn rất là ngại làm bởi vì là nó sao nhỉ? Bởi vì nó khó nhớ, nó là những cái từ gần có cái tính chất giống như phó từ ấy. Cái cãi vã nhỏ này là cái nguyên nhân, là cái nguồn cơn mà mối quan hệ với người bạn nó đang làm sao đó. Chúng ta cùng xem các từ, ví dụ từ đầu tiên shombori. Từ shombori này nghĩa là gì nhỉ? Thẫn thờ, ủ rũ. À không dùng cho mối quan hệ đúng không? Cái từ này nó dùng cho kiểu như là vẻ mặt đấy, hay là cái dáng đi nhá. Từ số 2 là từ gikushaku. Gikushaku có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là
lục đục căng thẳng nó dùng cho mối quan hệ. Vậy thì chúng ta thấy cái hin tổ là kanke này thì sẽ hợp lý với lại đoạn 2. Mối quan hệ với người bạn trở nên là sao nhỉ? Lục đục, trở nên căng thẳng. Không có được như trước. Từ số 3 là từ bonyari. Bonyari có nghĩa là mơ hồ, mờ nhạt. Đấy. Hư ảo, loáng thoáng vân vân. Nhưng mà trong trường này không đi với lại từ mối quan hệ. Từ số 4 là từ urochoro có nghĩa là gì nhỉ? Lang thang, loanh quanh. Cũng không hợp lý. Câu 13. Sacho wa kaisha no shōdai o nani nani jinzai no ikuse ni chikara o irete iru. Giám đốc ấy đang dốc sức vào việc đào tạo, bồi dưỡng, nuôi dưỡng nhân tài, nhân lực mà gì đó cái tương lai của công ty. Chúng ta cùng xem các từ. Ví dụ từ đầu tiên là ninau. Cái từ này có kanji đúng không nhỉ? Ninau là chữ đảm, có nghĩa là đảm nhận, gánh vác càng đáng đúng không? Nó sẽ thường đi với những từ như là trách nhiệm này, sekinin, mirai là shorai. Ở đây các bạn thấy có cái từ shorai chúng ta có thể chọn luôn đúng không nhỉ? Đúng là một nhá. Giám đốc đang dốc sức vào cái việc đào tạo, nuôi dưỡng những cái nguồn nhân lực, những cái người nhân tài mà sẽ càng đáng đúng không nhỉ? Tương lai của công ty. Số 2 chúng ta có từ itawaru. Itawaru nếu mà viết kanji nó là chữ này. Đó. Chữ lao có nghĩa là chăm sóc, quan tâm, ân cần. Nó thường dùng cho đối tượng phía trước là chỉ người. Ví dụ như là bionin này, hay là koresha, vân vân. Từ số 3 là từ yashinau. Yashinau là chữ dưỡng. Đây. Nó có nghĩa là nuôi dưỡng, vun đắp, bồi dưỡng nhá. Có thể là tri thức, kiến thức này, gia đình, vợ con, vân vân. Saishi này, rồi thì kazoku. Chishiki. Từ số 4 chúng ta có từ kakageru. Kakageru là đây. À chưa đánh ra kanji nhỉ. Kakageru là chữ này. Đấy. Nó có nghĩa là gì đây? Nó có nghĩa là treo lên hoặc là nêu lên nhá. Ví dụ treo quốc kỳ chẳng hạn, kokyo kakageru, hay là nêu lên lý tưởng này, đi số kakageru, thì trong trường này thì không hợp nghĩa. Vậy đúng đây phải là 1. Tiếp theo chúng ta sang môn đai số 3. Đấy là môn đai từ đồng nghĩa. Câu 14 này. Sofu wa kamoku na hito datta soda. Kamoku đây là chữ Hán là chữ quả và chữ mục. Đấy, chúng ta rất là khó đoán được cái nghĩa. Nhưng mà thực ra là bởi vì chúng ta thấy đây là chữ gì đây? Đây là chữ mục. Đúng nhỉ? À xin lỗi, chữ mặc chứ. Chữ mặc trong từ trầm mặc ấy có nghĩa là im lặng. Đà ma rự ấy thì dùng, thì nếu mà các bạn gọi là không có cái không có cái, tức là chưa từng biết cái từ này thì có thể đoán dựa vào nghĩa đó. Tất nhiên là có nhiều trường hợp là sẽ bị sai. Thế nhưng mà khi mà không biết thì đành phải theo cách đấy đúng không? Thì nó mang nghĩa là im lặng đúng nhỉ? Thì chúng ta sẽ đoán đoán nghĩa cái nào gần với nó nhất. Đấy. Thì nó phải là mấy đây? À nó phải là cái đáp án số 1 đúng nhỉ? Kuchi kazu ga sukunai có nghĩa là cái việc nói ra rất là ít, ít nói. Như vậy đúng là một nhá. Còn nghĩa đúng của cái từ gì nhỉ? Của cái từ kamoku này có nghĩa là kiệm lời, ít nói. Số 2 là chishiki ni toboshi có nghĩa là kiến thức nghèo nàn này. Iken ga sukunai là ít có ý kiến, hay là wadai ni toboshi có nghĩa là ít cái chủ đề nói chuyện. Ông tôi thì nghe nói là gì đấy? Là người mà kiệm lời. Câu 15. Kotonaru iken ga tsugi-tsugi to dasarete kaigi wa funkyu shita. Nào chúng ta thấy là nó gạch chân cái từ này. Từ này cũng rất khá là khó đoán đúng nhỉ? Thực ra thì tương tự, nếu mà không biết nghĩa thì các bạn có thể đoán nghĩa qua cái từ này, từ đằng sau. Đấy. Nó là chữ phân, trong từ phân tâm, phân tán ấy, magideru. Thì nó sẽ giống nhất với lại cái từ số 4 đúng không? Kondanshita có nghĩa là hỗn loạn, lộn xộn này. Còn nếu mà bạn nào biết nghĩa cái từ funkyu này thì biết rồi. Từ funkyu này có nghĩa là hỗn loạn, lộn xộn. Thì đồng nghĩa với nó phải là đáp án số 4. Kondanshita. Các đáp còn lại, ví dụ như là moriagata là sôi nổi này, hăng máu. Nagabita là kéo dài, hay là chudanshita là gián đoạn thì đều không phải.
các ý kiến khác nhau liên tiếp được đưa ra và hội nghị cuộc họp đã bị làm sao đây nhỉ? Đã trở nên lộn xộn hỗn loạn nhé. Câu 16. Kono yosu dato shinjaku no kaihatsu wa no hatsubai wa kanari zurekomisoda. Nếu với cái tình trạng như thế này ấy, thì cái việc bán ra của loại thuốc mới nó sẽ làm sao, nghe nói là nó sẽ làm sao, có vẻ nó sẽ bị chậm trễ. Vậy thì đồng nghĩa với nó sẽ là gì? Một là có vẻ sẽ trở nên sớm nhanh này, sẽ nhiều này, sẽ chậm muộn này, và sẽ ít, thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải chọn đúng là ba rồi. Câu số 17 nhá. Chushi no diyu doku ni setsumei sarenakatta. Cái phó từ doku ni nó sẽ thường đi kèm với thể nai, nó mang nghĩa là gì nhỉ? Một việc gì đó không được thực hiện một cách tử tế, đàng hoàng, nghiêm chỉnh, tức là có làm nhưng mà nó không không được nhiều, không được nghiêm chỉnh lắm. Vậy nên cho nên là những cái như là mataku hay là nakanaka thì nó không phải mang nghĩa đấy. Đấy. Cho nên là chúng ta sẽ không chọn đáp án số 1 hay là đáp án số 3. Nakanaka hay là mataku nhá. Jizen ni là trước, cũng không phải đúng không? Đúng, đây sẽ phải là đáp án số 2. Taishite. Có nghĩa là cái lý do mà hủy ấy, đấy, đã không được giải thích một cách tử tế, một cách nghiêm chỉnh, tức là có nói nhưng mà không được giải thích một cách gọi là hoàn chỉnh, hoàn hảo lắm, chỉ nói gọi là cho có thôi. Câu số 18. Konkai no kaihatsu keikaku wa kore made no moto to wa scale ga chigau. Cái kế hoạch phát triển lần này thì cái gì đó khác với những cái từ trước đến nay. Scale là độ lớn đúng không? Độ lớn hoặc là quy mô thì chắc chắn là nó sẽ đồng nghĩa với ni bằng đúng không nhỉ? Kibo quy mô này. Hoshin là phương châm. Mục đích kia là mục đích và igi là ý nghĩa, không phải. Số 19. Kono machi no ringo sanyak sangyo no hatten wa Onoshi no kiyo niyoru tokoro ga oki. Có nghĩa là cái sự phát triển của ngành ngành trồng táo đấy ở thành phố này ấy, thì có cái sự gì nhỉ, có cái sự là cái thứ mà gì đấy, là cái thứ mà dựa vào cái sự đóng góp của ông Ono rất là lớn. Vậy thì cái từ này mang nghĩa là gì nhỉ? Mang nghĩa là đóng góp đấy, thì nó sẽ đồng nghĩa với từ nào? Chúng ta có các từ, một là koken cống hiến này, cống hiến đóng góp, có vẻ là giống nhau đấy. Angel là viện trợ, chi viện, giúp đỡ, không phải. Kuhu là công phu, thực hiện các biện pháp đấy, lao tâm khổ tứ, vân vân, kỳ công. Katsuyaku là gì nhỉ? Là hoạt động tích cực, hoạt động năng nổ, không phải. Như vậy đúng ở đây sẽ phải là đáp án số 1 nhá. Koken. Tiếp theo chúng ta sang môn đai số 4 là môn đai cách dùng từ. Có thể nói là môn đai từ vựng tương đối là khó và chiếm điểm số cũng khá là cao. Từ đầu tiên là từ Zetsumetsu. Từ Zetsumetsu này có nghĩa là tuyệt chủng. Nó dùng cho gì nhỉ? Nó dùng cho động thực vật ấy, động thực vật bị tuyệt chủng, bị tuyệt diệt hoàn toàn, hoặc là có thể dùng trong trường hợp mà có thể dùng như một tha động từ trong trường hợp mà loại bỏ hoàn toàn, triệt tiêu một cái gì đó. Thì dựa vào cái đấy chúng ta xem các đáp án nào chính xác nhé. Câu 1 này. Kore wa aite no chimu o taosu game de teki ga zetsumetsu shitara gachi da yo. Đây là cái trò chơi mà đánh bại đội đối phương. Nếu như đối phương, nếu như quân địch, đây là địch, đây là đối phương mà bị tuyệt chủng thì sẽ là thắng. À, mình sẽ không dùng cái từ này thì đúng không nhỉ? Trong trường hợp trò chơi và trường hợp nói đến đối phương hay quân địch ấy, thì chúng ta sẽ là bị gì đấy? Bị tiêu diệt hoàn toàn, thì các bạn sẽ dùng cái từ, đấy là từ Zemetsu các bạn nhé. Đây từ này. Zemetsu. Câu số 2 này. Kyoryu wa kankyo no henka ni taio dekizu zetsumetsu shita to iwarete iru. Kyoryu đây là con khủng long. Người ta nói rằng ấy, khủng long nó không thể thích ứng được với sự thay đổi của môi trường và nó đã bị tuyệt chủng. À, như nãy đã nói, đây là sự tuyệt chủng của động thực vật đúng không? Thì đây là Kyoryu, là khủng long, là thỏa mãn. Như vậy đúng, đây sẽ là đáp án số 2.
Thì thường cái bài này các bạn sẽ tìm ra một cái hint tội thường đi kèm với từ đấy để các bạn sẽ có thể chọn được một cách chính xác. Đấy. Câu số 3. Atatakaku natte kite niwa ni tsumotta yuki mo sukkari kiete zetsumetsu shita. Trời ấm lên và cái tuyết mà nó rơi, nó tích ở sân ấy thì nó tan hoàn toàn. Thì tuyết thì không thể dùng tuyệt chủng được đúng không nhỉ? Trong trường hợp tuyết thì chúng ta phải dùng cái từ kiete nakunata, nó tan hết, tan không còn gì. Tiếp theo câu số 4. Mukashi wa hōsaku o inoru matsuri ga kono mura de okonawarete ita ga ima wa zetsumetsu shita. Ngày xưa ấy thì cái lễ hội mà cầu vụ mùa bội thu được tổ chức ở cái ngôi làng này, nhưng bây giờ thì lễ hội thì không thể dùng cái từ tuyệt chủng này được đúng không? Chúng ta phải dùng từ đối với những lễ hội sự kiện lề thói mà bây giờ không còn dùng nữa, không còn thông dụng nữa nhá. Chúng ta có thể dùng từ gì nhỉ? Sutareru đúng không? Sutareta. Đây từ này. Bây giờ đã bị loại bỏ, bây giờ đã không còn nữa. Câu số 21 này. Subayai. Subayai có nghĩa là nhanh chóng, nó dùng cho hành động, động tác, phán đoán, nắm bắt. Đấy, chúng ta cùng xem câu số 1. Kesatsu no subayai taiō ni yotte tōsou shita hanni wa sono hi no uchi ni taihō sareta. Đó là nhờ cái đối ứng, nhờ cái xử lý rất là nhanh chóng của cảnh sát mà tên tội phạm mà chạy trốn ấy. Đấy, tên tội phạm đã tẩu thoát ấy, đã trốn ngục, trốn tù ấy thì đã bị bắt giữ trong ngày hôm đó. Thì đây chúng ta thấy có cái từ gì nhỉ? Có cái từ taiō đúng không? Đấy, đây sẽ là hint tội để chúng ta chọn đáp án đúng là số 1. Nhá. Subayai là gì nhỉ? Là cái sự nhanh chóng, nhanh nhẹn của hành động, động tác, phán đoán, nắm bắt của con người. Số 2. Mado akete itara tsuyoi kaze ga fuite tsukue no ue no kami ga subayaku tonde shimatta. Mở cửa sổ ra ấy là gió mạnh nó thổi vào và giấy ở trên bàn ấy nó bay nhanh chóng. Thì đây không phải là hành động đúng không nhỉ, của con người, mà đây là một cái sự việc xảy đến đột ngột thì không thể dùng cái này được. Cái này phải dùng từ gì? Có thể dùng từ kiu ni đúng không? Đột nhiên này. Câu số 3. Suzuki Kyoju wa hanashikata ga subayai no de kōgi no naiyō ga kiki torenai koto ga aru. Giảng viên Suzuki thì cách nói nhanh chóng, cách nói chuyện thì chúng ta phải dùng từ hayai, cách nói chuyện nhanh thôi chứ chúng ta không được dùng cách nói chuyện nhanh chóng kiểu này nhá, nên là không chính xác này, hayai. Cho nên là có lúc không thể nghe được cái nội dung bài giảng. Câu 4. Morishi no shōsetsu wa ninki ga atte atarashii sakuhin ga hatsubai sareru to subayaku ure kirete shimau. Tiểu thuyết của ông Mori ấy thì có cái sức hấp dẫn. Cái tác phẩm mới vừa mới được bán ra cái thì đã hết hàng. Cái này diễn tả cái sự gì nhỉ? Cái tốc độ nhanh đúng không? Thì chúng ta sẽ không phải dùng cái từ subayai mà phải dùng mấy cái từ diễn tả cái sự gì nhỉ? Cái sự nhanh chóng kiểu như là ngay lập tức ấy, đó là suguni này hay là tachimachi này. Hay là từ tadachini, vân vân. Câu số 22. Đây là chữ lộ ghép với chữ cốt, đọc là rokotsu. Có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là thẳng thắn, lộ liễu, rõ ràng. Đấy, không giấu cảm xúc mà cứ bộc lộ ra hết. Câu 1. Rokotsu na design, design no fuku o kiteru to totemo medatsu. Khi mặc bộ quần áo có cái thiết kế như này thì sẽ rất là nổi bật. Không phải, không dùng cho trường hợp là thiết kế. Vậy chúng ta sẽ không chọn đáp án này. Từ này chúng ta phải thay bằng gì đấy? Chúng ta có thể là cái thiết kế độc đáo đúng không? Dokutoku. Thiết kế độc đáo này, hoặc là gì nhỉ? Hoặc là cái bộ quần áo có thiết kế mà gì đây nhỉ?
nó có nhiều cái chỗ mà nó hở ấy. Các bạn có thể dùng cái dạng là roshutsu ga oi. Câu 2. Zekin no tsukai michi wa dokotsu de muda ga nai you ni suru hitsuyo ga aru. Có nghĩa là cái cách sử dụng thuế, tiền thuế ấy, thì cần thiết phải cố gắng, cần phải cố gắng để làm sao để không có cái sự lãng phí này, và để nó làm sao đấy, để nó minh bạch rõ ràng, đúng không? Thì trong trường hợp này chúng ta phải dùng từ tome nhá. Bình thường chúng ta hay dùng cái từ tome với nghĩa là trong suốt, thì trong trường hợp này nó có thể dùng với cái nghĩa kiểu như là minh bạch. Câu 3. Kare ni shigoto o tanondara dokotsu ni iya na kao sareta. Sau khi tôi nhờ công việc anh ta ấy, thì tôi đã bị anh ta thể hiện một cái khuôn mặt khó chịu, khuôn mặt đáng ghét một cách rất là lộ liễu, rất là rõ ràng, rất là thẳng. Đó là chính xác, đúng nhỉ? Theo đúng cái định nghĩa của chúng ta. Đấy. Đó là bộc lộ cảm xúc mà không giấu này. Đây là cái hint tội để chọn nhé. Câu số 4. Kare ga machigatte iru koto wa dare no me ni mo rokutsu datta. Cái việc mà anh ta sai ấy, thì ở trong mắt ai nó cũng như này. À, cái này phải dùng từ gì nhỉ? Akiraka. Nó rõ ràng là như thế, trong mắt ai cũng vậy. Cái set này gần như là cố định đấy các bạn ạ. Đó là cái set dare no me ni mo akiraka, nghĩa là trong mắt người nào cũng thế. Câu số 23. Chữ này là chữ giao ghép với chữ phó. Kofu. Kofu có nghĩa là cấp hoặc là phát hành. Đấy, ví dụ như là cấp trợ cấp, cấp học bổng, phát hành giấy tờ, giấy chứng nhận, vân vân. Câu 1 này. Kokosei o taisho ni kaigai ni ryugaku suru kikai no kofu ga hajimaru rashi. Nếu mà các bạn dịch kiểu nghĩa tiếng Việt ấy, các bạn dịch là giao phó cơ hội ấy, thì đôi khi các bạn sẽ chọn như vậy, nhưng mà cái môn đai này nếu mà chỉ xét vào nghĩa như vậy thì các bạn sẽ không thể làm đúng được. Câu số 1 là gì đây? Lấy đối tượng là các các học sinh cấp 3 thì cái cơ hội đi du học nước ngoài bắt đầu. Chúng ta sẽ không được dùng cái việc giao phó cơ hội như này, đúng nhỉ? Không dùng. Trong trường hợp này nhá, bởi vì cái động từ đằng sau là động từ hajimaru thì bạn có thể dùng cái dạng thức là đấy là gì nhỉ? Seto no boshu. Có nghĩa là cái việc tuyển dụng học sinh đi du học ở nước ngoài sẽ bắt đầu lấy đối tượng là cái học sinh cấp 3 này. Câu số 2 này. Hatake ga hijou ni hiroi no de kono atari de wa sora kara noyaku no kofu ga okonawareru. Bởi vì ruộng rất là rộng, cho nên là ở vùng này ấy thì cái việc gì đấy thuốc trừ sâu này, noyaku là thuốc trừ sâu, được tiến hành từ trên cao. Ở đây chính là kiểu như là đi máy bay để phun ấy. Thì đây là phun đúng không nhỉ? Phun thuốc trừ sâu thì chúng ta không được dùng cái từ này, mà chúng ta phải dùng từ sampu. Đây chữ này. Đó. Có nghĩa là phun nhá. Câu số 3. Kono omiyage no kashi wa ryō ga oi kara shokuba de no kofu ni pittari da. Cái kẹo mua để làm quà này ấy, cái lượng vì nó rất là nhiều cho nên là nó rất là thích hợp cho cái việc ở chỗ làm. À, đây là chia nhau đúng không? Chia sẽ là gì nhỉ? Hai phư. À, phải là hai phư chứ. Đây. Câu số 4 này. Shōmeisho, đây chúng ta có giấy tờ rồi đây. Đấy, hình tội để chọn đây. Như vậy đúng chúng ta sẽ là đáp án số 4. Shōmeisho no kōfu ga hitsuyō na hito wa kochira de tetsuzuki shite kudasai. Những người nào mà cần cấp giấy chứng nhận ấy thì hãy làm thủ tục ở đây. Câu số 24. Katakuna có nghĩa là gì nhỉ? Ngoan cố, cứng đầu, bảo thủ, nó giống cái từ ganko ấy. Này, cái từ này là cái từ mà đã từng được ra trong thi rồi. Nó giống ganko na nhá. Đấy. Và nếu mà viết kanji ấy thì cái chữ đây, bây giờ sẽ viết kanji cho các bạn xem là cái chữ này nó là chữ gì.
Katakana. Đấy, nó là chữ này. Nó vẫn là chữ ngoan cho nên người ta không viết kanji ra. Nếu mà viết là các bạn sẽ biết ngay. Bây giờ chúng ta sẽ xem này. Nếu mà cái nét nghĩa của nó là ngoan cố cứng đầu ấy, thì nó sẽ là gì đấy? Nó sẽ là cái tính cách con người đúng không nhỉ? Câu số 1 này. Gakusei no toki kara no yujin to wa ima demo katakuna na yujou de musubarete iru. Với người bạn từ thời học sinh, từ thời sinh viên ấy, thì đến bây giờ vẫn đang được kết nối bằng cái tình bạn bền chặt. Đi với từ tình bạn thì không dùng cái từ này nhá. Đấy. Tình bạn thì các bạn phải dùng từ katai. Đây, câu này các bạn sẽ thay bằng từ katai sẽ đúng này. Có nhiều chữ đọc là katai, ví dụ đây là một này, đây là hai này, đây là ba này, đây là bốn này, nhưng mà trong trường hợp đấy, trong trường hợp tình bạn sẽ là hợp lý nhất sẽ là chữ cố này. Câu 2. Nimotsu ga ochinai yo ni himo de katakuna ni shibatte kudasai. Để cho cái đồ nó không bị rơi ra ấy, thì hãy buộc chặt bằng dây thừng, bằng dây. À, buộc chặt thì cũng phải dùng từ katai đúng không nhỉ? Phó từ là kataku. Câu số 3. Kare wa kazoku no chūkoku mo kikazu katakuna ni jibun no kangae o oshi toshita. Anh ta ngay cả cái lời khuyên của gia đình cũng không thèm nghe, và anh ta cứ khăng khăng cái suy nghĩ của bản thân mình một cách ngoan cố. Chính xác, đúng ở đây sẽ là số 3 nhá. Hinto ở phía trước đúng nhỉ. Thứ nhất là cái này chỉ về con người, thứ hai là có cái câu là gì đấy, không nghe ý lời khuyên của gia đình này, hay là à, cứ gì nhỉ, cứ gọi là cho ý kiến của mình, suy nghĩ của mình là đúng đấy, áp đặt khăng khăng đến cùng. Câu số 4. Karada wa, à xin lỗi, ani wa karada ga katakuna dakara kaze mo hotondo hikanai. Anh tôi bởi vì cơ thể rất là gì đấy cho nên là gần như là không bị mắc cúm bao giờ. Nếu mà nói về cơ thể thì chúng ta không được dùng từ này mà phải dùng từ job đúng nhỉ, khỏe mạnh này đấy, chữ này nhá. À xin lỗi, phải dùng từ ganjo chứ. Đây, từ này hợp lý này. Còn cái từ jo bự kia nó hay dùng cho đồ vật. Câu số 25. Natsuku. Kanji nó là chữ gì nhỉ? Nó là chữ hoài đúng không? Đây cũng là một từ vựng đã học ở Mimikara này. Đó. Từ này có nghĩa là bám lấy hoặc là cuốn quýt đúng nhỉ? Nó thường dùng cho động vật với người ấy. Hoặc là bọn trẻ mà nó chơi với nhau nó rất là thân thiết ấy. Kiểu vậy. Câu 1 này. Natsiteru tochi o hanareru no wa tsurai. Cái việc rời xa khỏi cái mảnh đất. Mảnh đất, nếu mà đi với từ gọi là từ tochi ấy, thì phải là mảnh đất thân thuộc, mảnh đất thân quen. Thì chúng ta sẽ không thể dùng cái từ này mà phải dùng từ gì? Phải dùng động từ gì nhỉ? Nare. Đây, chia thể tà nhá. Nare. Mảnh đất thân quen thân thuộc. Câu số 2. Nannen mo yatte kita shigoto dakara yarikata ni wa natsuiteiru. Bởi vì là công việc mà tôi đã làm nhiều năm rồi cho nên là cái cách làm ấy thì tôi đã làm sao? Tôi đã quen. Tôi đã quen rồi, đây phải dùng từ narete đúng nhỉ? Narete iru, narete hoặc là nareta. Câu số 3. Ano bucho wa shigoto no dekiru shain ni natsuiteiru. Người trưởng phòng kia ấy rất là cuốn quýt lấy các nhân viên có thể làm được việc. À, không phải đúng không? À, đối với lại cấp trên với cấp dưới thì chúng ta sẽ không dùng cái từ này, nghe nó bị xuồng xã nhé. Đấy. Với con người với nhau thì thường dùng ấy, mấy đứa trẻ nó chơi với nhau một cách thân thiết, bám lấy nhau ấy thì dùng. Câu này chúng ta sẽ không được dùng cái từ này mà phải dùng cái cách thức khác, ví dụ như là sửa thành gì nhỉ? Shain to đúng không nhỉ? Shita shiku shiteiru đang rất là thân thiết đấy. Vậy thì đương nhiên là 1, 2, 3 sai thì 4 sẽ đúng rồi. Chúng ta thấy 4 nói gì đấy nhỉ? Uchi no inu wa watashi no yujin ni totemo natsuiteiru. Đó là con chó nhà tôi ấy,
Nó rất là cuốn, nó rất là bám lấy người bạn tôi. Đúng rồi. Hinto là gì nhỉ? Động vật bám lấy, cuốn quýt lấy người nhá. Đây. Thì đây là đáp án chính xác. Thì đó là cái phần chữa đề thi. Các bạn hãy xem kỹ để có thể ôn lại một lần nữa kiến thức. Hẹn gặp lại các bạn trong các video bài học sắp tới.